Social file, một cái cụm từ mà được nhắc tới rất là nhiều ở trong cái thời gian qua, và bản thân mình cũng như là các bạn thì đều kỳ vọng đó là social file nó sẽ mang một cái làn gió cực kỳ mới cho cái mùa tăng trưởng tiếp theo, cũng như là nó sẽ là một cái xu hướng đầu tư mới mẻ và tạo ra dòng tiền rất là khủng ở trong cái mùa tới. Và ở trong cái video này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về social file và một số những cái dự án liên quan đến mảng social file này. Rất có thể là mùa bull run tới thì nó sẽ có những cái mức tăng trưởng lớn, đúng không? Thì mình chia sẻ một chút, đó là chúng ta quay lại cái mùa năm 2020 và năm 2021 ấy, thì để mà giúp cho thị trường tăng trưởng thì đội MM cũng như là đội cá mập thì nó luôn luôn phải đưa ra rất là nhiều những cái chain khác nhau, ví dụ như chain layer 1, chain NFT, chain DeFi, chain GameFi, đúng không? Thì ở mùa này thì cũng vậy thôi, thì chắc chắn là đội MM nó cũng phải đưa ra những cái chain để mà kéo dòng tiền mới vào thị trường cũng như là thu hút người mới, thì qua đó thì mới tạo cái sự tăng trưởng bùng nổ Bitcoin nói riêng và toàn bộ thị trường cryptocurrency. Và cụm từ social file ở trong cái thời gian qua thì được nhắc tới rất là nhiều, và mình tin là social file nó cũng sẽ là một cái trend rất là lớn ở trong cái mùa tới. Về cái đầu tiên ấy thì chúng ta phải hiểu cái khái niệm của social file này. Thì social file nó được viết tắt của từ social finance, tức là dịch ra nó là tài chính xã hội. Nó là sự kết hợp giữa mạng xã hội và tài chính ở trên blockchain. Và không gian social file thì nó cho phép người dùng có thể là kiếm thêm thu nhập từ cái việc sáng tạo nội dung và tham gia vào quản trị DAO, đúc NFT và giao tiếp với những cái người dùng khác, tham gia vào giải trí và chơi game. Đó là cái khái niệm của social file. Thì mình xét một chút ở trong cái bối cảnh hiện tại, như chúng ta cũng biết ấy, những cái mạng xã hội mà chúng ta đang dùng ở thời điểm hiện tại thì nó được gọi là Web 2, đúng không? Điển hình là Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, Instagram, rất là nhiều những cái nền tảng mạng xã hội đó. Thì mình gọi chung đó là những cái nền tảng mạng xã hội Web 2. Thì ở trong cái mạng xã hội Web 2 tất nhiên thì nó cũng đã có những cái cải tiến rất là nhiều. Ví dụ như là nó giúp cho chúng ta kết nối người dùng trên một cái nền tảng rất là dễ dàng này. Và chúng ta có thể là chia sẻ thông tin, rồi hình ảnh cũng như là một số những cái bài đăng lên trên những cái nền tảng mạng xã hội. Đó để cho những người bạn bè của chúng ta biết chúng ta đang làm gì và hoạt động như thế nào. Cũng như là YouTube thì nó cũng giúp cho chúng ta sáng tạo nội dung, hay là TikTok cũng vậy, giúp cho chúng ta sáng tạo nội dung để có thể là đăng tải lên những cái nền tảng đó, đúng không? Tuy nhiên cái mảng xã hội ở trong cái Web 2 ấy, thì nó còn rất là nhiều những cái hạn chế. Mình lấy ví dụ như là bây giờ thì nó đạt đến cái mức độ giới hạn tối đa rồi á. Nó dừng lại ở trong cái việc đó là chúng ta chia sẻ hình ảnh, thông tin cũng như là các bài đăng, các video ngắn lên, thì nó giới hạn ở trong cái việc đó là các người bạn của bạn xem, rồi đánh giá, gửi comment cũng như là like bài viết. Ngoài ra các mạng xã hội của Web 2 thì nó cũng có cái giới hạn chung, đó là nó đạt đến cái đỉnh điểm là chúng ta có thể là nhắn tin với nhau, và sau này nó nâng cấp lên gọi là gọi video call với nhau, đúng không? Chúng ta có thể là xem được hình ảnh cũng như là nói chuyện với nhau một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì đến mức đó thì nó đã đạt đỉnh rồi, và nó rất khó để có những cái sự tăng trưởng cũng như có những cái mới tiếp theo. Thì qua đó thì cũng đưa ra cái khái niệm phát triển về Web 3 là những cái bản nâng cấp hơn ấy. Đó chính là một cái nền tảng đưa tới social file. Và ngoài ra thì các nền tảng Web 2 á, thì nó cũng có một số những cái nhược điểm, đó là nơi mà tất cả những cái người dùng như chúng ta thì đều bị những cái người mà nó tạo ra cái nền tảng đó kiểm soát. Người ta sẽ có hết tất cả những cái thông tin của chúng ta, từ ngày sinh, số điện thoại, rồi tất cả những cái thông tin, rồi sở thích của chúng ta. Thì qua đó những cái người mà nó tạo ra cái nền tảng đó, họ sẽ có được tất cả những cái số liệu phân tích về chúng ta, thì họ sẽ lấy cái thông tin của chúng ta, họ đi bán cho những cái nền tảng quảng cáo khác để họ kiếm tiền. Thì các bạn cứ hình dung Facebook ấy, cái đợt vừa rồi nó nổi lên tràn lan cái dịch vụ đó là quảng cáo trên Facebook, mà rất là nhiều người bán hàng và kiếm rất là nhiều tiền ở trên Facebook ấy.
thì đó chính là cái mà việc mà Facebook nó lấy tất cả những cái thông tin của người dùng như chúng ta, rồi nó biết cái sở thích của chúng ta, rồi cho những cái công ty mà nó chạy quảng cáo để bán hàng cho người dùng như chúng ta, đúng không? Thì qua đó chúng ta thấy nhược điểm của Web 2 đó là người dùng như chúng ta bị kiểm soát và bị đánh cắp thông tin rất là dễ dàng, đúng không? Thì chính những cái điều đó thì nó cần phải được khắc phục, thì khi đó thì cái social file này nó ra đời. Nhằm khắc phục tất cả những cái nhược điểm đó, tức là social file nó hướng tới đó là những người mà sáng tạo nội dung ấy thì sau này sẽ không bị kiểm soát bởi bất kỳ một cái đơn vị nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là những người sáng tạo nội dung thì có thể là được tìm kiếm tiền trên những cái nội dung sáng tạo của mình luôn. Ví dụ như Twitter hiện tại bây giờ nó đang hướng tới đó là những cái người mà sáng tạo nội dung mà viết content ấy. Đó, nó có nhiều cái lượt tương tác, nhiều lượt xem, thì đến cuối tháng thì Twitter nó cũng trả tiền cho các bạn, đúng không? Và ngoài ra thì mảng social file này nó cũng sẽ mang tính bảo mật của người dùng rất là cao, bởi vì là những cái nền tảng mà làm về social file này nó xây dựng ở trên blockchain, thì chúng ta biết là blockchain này nó mang cái tính bảo mật cực kỳ cao rồi, đúng không? Đó là những cái nền tảng cơ sở mà để phát triển thêm Web3 và các nền tảng social file sau này để cho chúng ta dễ dàng sử dụng, cũng như là tạo thành một cái xu hướng mới cho những cái mùa tăng trưởng tiếp theo các bạn nhé. Ok, thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được cái nhu cầu về cái sự phát triển của social file trong những năm tiếp theo, đúng không? Và cái tiếp theo về cái thị trường crypto ấy, thì chúng ta phải thấy là tại sao mà nó có thể thành trend. Thứ nhất đó là như đợt vừa rồi ạ, thì chúng ta thấy mọi người nhắc tới social file rất là nhiều, và đặc biệt có một cái dấu hiệu mà chúng ta rất dễ nhận biết đó là Binance. Binance thì họ đã launchpad và launchpool một số những cái nền tảng liên quan đến cái social file này ở trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Và đánh dấu một cái dự án đầu tiên đó chính là dự án Hook Protocol. Cái dự án này nó cũng làm về mảng social file, nhưng mà nó ngách hơn một chút, đó là nó làm về mảng giáo dục, đúng không? Thì ở đây họ cũng nói đó là giáo dục cộng với lại giải trí thì nó sẽ tiến tới mass adoption, tức là đây là cái câu chuyện Hook Protocol này nó hướng tới. Và ở cái thời điểm ra mắt thì Hook nó cũng đã có một cái sự tăng trưởng từ mức 1 đô lên 4 đô. Và ở đây chúng ta thấy đội ngũ backer của nó có Binance Labs, Secuta đây, và Animoca Brand đầu tư rất là nhiều về cái mảng social ở mùa này, đúng không? Đó là cái dự án đầu tiên mà đánh dấu cái sự ra đời cũng như là đánh dấu cái khái niệm social file. Và tiếp theo cái dự án Hook Protocol đó chính là dự án Open Campus. Thì cái dự án này thì nó cũng liên quan đến mảng social file và nó làm về cái mảng giáo dục. Và ở đây chúng ta thấy đó là cũng là có Binance Launchpad, và chắc hẳn thì Binance nó cũng sẽ có đứng sau ở cái dự án này, như là đầu tư vào cái dự án này, đúng không? Đó là những cái mà dấu hiệu nhận biết này. Ngoài ra thì Binance họ cũng Launchpad vào cái dự án liên quan đến social file nữa, đó là Space ID, nó liên quan đến về cung cấp tên miền mà, đúng không? Và cái tiếp theo cả cái dự án Arkham này, một cái dự án làm về on-chain, tuy nhiên thì nó cũng có cái tính social file ở trong đó. Thì đây là một số những cái dự án liên quan đến social file và Binance đã lead ở trong cái thời gian vừa qua, và tất cả đều là những cái dự án low pass nhé. Chúng ta cứ hình dung những cái dự án mà mùa trước ấy, Binance nó low pass nó đều thành chain, ví dụ như là dự án Sandbox, chain Metaverse, đúng không? Sau này thì chain Metaverse bùng nổ thì Sandbox nó cũng có những cái mức tăng trưởng vài trăm lần. Hay là đặc biệt đó là về mảng GameFi thì có AXS với con AC á, thì chúng ta cũng thấy con đó thì nó tăng hàng nghìn lần. Thì đó là những cái dấu hiệu nhận biết thì chúng ta có thể là so sánh tương tự với lại mùa trước. Và đây là những cái dự án cơ bản làm về social file. Ngoài ra thì chúng ta còn hai cái dự án mà nó khá là đặc biệt ở trong mảng social file này, đó là dự án Land Protocol và dự án CyberConnect. Thì với cái dự án CyberConnect này này thì chúng ta cũng biết đây là cái dự án mà nó đánh dấu cái sự trở lại của Coinlit, đúng không? Coinlit thì ở trong cái mùa 2020-2021, nếu mà những cái bạn nào muốn mua được những cái giá ở trên ICO và IDO của Coinlit ấy, thì nó đều giúp cho các bạn thay đổi vị thế với rất là nhiều những cái dự án khủng như là
Solana hay là Near đúng không? Mình lấy ví dụ thế, thì qua đó cũng làm cho rất là nhiều người thay đổi vị thế ở đối với lại nền tảng Coinlit. Thì ở trong mùa này thì Coinlit nó đánh dấu cái sự trở lại của nó bằng cái dự án CyberConnect này làm về mảng SocialFi, và cái dự án CyberConnect và dự án Land Protocol này nó có điểm chung đó là nó làm về cái nền tảng của mạng SocialFi nhá. Với CyberConnect này nó có cái link bar này khá là hay á, thì nó cũng giúp cho những người sáng tạo nội dung dễ dàng chia sẻ ở trên này, cũng như là những cái cuộc họp, như là những cái buổi AMA á, nó dễ dàng được tạo ra ở trên link bar này các bạn nhá. Nó khá là hay các bạn ạ. Đấy, đây chúng ta vào đây chúng ta thấy ở đây rất là nhiều những cái cuộc hội nghị nó được tổ chức ở trên link bar này, nó khá là hiệu quả đây các bạn nhé. Tại sao mà mình nói CyberConnect nó là cái social file về nền tảng, với CyberConnect này nó còn làm rất là nhiều những cái mảng khác nhau, ví dụ như là về Cyber Account này, tức là tạo tài khoản trên Cyber này, và Cyber Wrap này, Cyber ID, rồi W3ST, Governance này, Payment for Cyber ID này, và Cyber Account Gas Token. Nó rất là nhiều cái đúng không? Và đặc biệt với cái CyberConnect này thì có rất là nhiều những cái dự án mà có thể là xây dựng và phát triển ở trên cái dự án Cyber này. Đó, nó giống như các dự án coin nền tảng ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Arbitrum đi, nó có rất là nhiều những cái dự án xây dựng ở trên nó đúng không? Hay là Optimism rồi ETH ấy, thì nó cũng có rất là nhiều những cái dApp cắm ở trên nó. Đấy, và chúng ta thấy cả CyberConnect này đều có Binance này. Binance là một cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết cực kỳ dễ đối với lại một cái chain hay là đối với một dự án mà có thể là lead chain cũng như là tăng trưởng mạnh ở mỗi mùa ấy. Và cuối cùng là cái dự án Land Protocol này. Với cái dự án Land Protocol này, nó cũng là một cái dự án làm về nền tảng và nó được phát triển ở trên mạng lưới của Polygon các bạn nhé. Đó, và Land Protocol này nó là cái đội ngũ phát triển của dự án AV ấy, một cái dự án rất là thành công ở trong thị trường crypto của chúng ta ở trong cái thời gian trước. Đó nên là mọi người cũng kỳ vọng rất là cao đối với lại cái dự án Land Protocol này. Và cái dự án Land Protocol này á, thì nó cũng kiểu như CyberConnect ấy, thì nó cũng có rất là nhiều những cái dự án cũng như là những cái dApp mà sẽ xây dựng và phát triển ở trên cái hệ sinh thái của Land Protocol này. Và hiện tại á, thì cái Land Protocol này nó đã có khoảng độ hơn 50 cái dApp phát triển ở trên nó nhá. Ngoài ra ấy, thì Land Protocol nó cũng cung cấp cái tên miền rất là riêng cho các bạn, kiểu như CyberConnect ạ. Đấy, để cho các bạn đăng ký cái tên miền, ví dụ như là mình là Ngọc Tuyên chẳng hạn, thì ngoctuyen.land chẳng hạn, thì đó là cái tên miền của riêng mình, thì để cho sau này á mình có thể là dùng tất cả những cái ở trong cái nền tảng, trong cái hệ sinh thái của Land này, mình sẽ sử dụng cái tài khoản và cái tên miền đó, giống như cái cách mà các bạn sử dụng cái tài khoản mail, tài khoản Google của các bạn ấy, để mà các bạn đăng ký YouTube, rồi các bạn đăng ký Twitter, đăng ký Telegram, mình lấy ví dụ như thế thì để cho các bạn hiểu về cái Land Protocol này, cái mà họ hướng tới như thế nào các bạn nhá. Thì với tất cả những cái dự án mà mình kể ở đây thì nó đều có mang tính phi tập trung, bởi vì là nó đều xây dựng ở trên các nền tảng blockchain, thế nên là nó đều khắc phục được những cái khó khăn của cái web 2 đang mắc phải các bạn nhé. Và với những cái nền tảng như Land Protocol hay CyberConnect, ngày sau là các bạn có thể là sáng tạo nội dung của các bạn mà các bạn vẫn có thể là kiếm được tiền, và đặc biệt đó là do các bạn sở hữu, các bạn không bị kiểm soát bởi ai cả. Đó là những cái khá là hay mà những cái nền tảng web 3 về social này nó hướng tới. Thì đến đây chúng ta thấy social này chắc chắn thì nó sẽ là một cái xu hướng lớn cho cái mùa tới đúng không? Và rất có thể là những cái dự án mà hiện tại Binance nó đã lên sàn này sẽ có những cái dự án nó bùng nổ và nó sẽ có ích hàng trăm lần, giống như cái cách mà AXS hay là San mùa trước dẫn dắt một số những người chen về Metaverse hay là chen về GameFi, thì chen SocialFi mùa này cũng vậy. Ok, thì nghe đến đây thì chắc hẳn là các bạn cũng đã hiểu về SocialFi rồi.
cũng như là thấy được những cái xu hướng và những cái nhu cầu cần thiết nó sẽ sử dụng social file cho những cái năm tiếp theo. Và các bạn cũng hiểu tại sao mà social file nó có thể là trend rất là lớn trong mùa tới rồi đúng không? Và cái video chia sẻ về social file cũng như là những cái dự án liên quan đến mảng social file của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây, đây là cái kênh YouTube Crypto News của mình. Nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị các bạn nhé. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để cho các bạn tìm hiểu đầu tư cho mùa 2024 và năm 2025. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.